là lúc trưa mình đợi ông thị trưởng từ thành phố chạy xuống đây đó. Ôi, bận lắm. Ồ. Đây là vùng nông thôn Hàn Quốc. Hôm nay đoàn chúng tôi đến thăm người lao động ở huyện Ea Súp, đến đây làm việc trồng khoai, trồng lúa và làm nông nghiệp. Nói chung là làm nông nghiệp ở bên huyện Ikasan. Ở đây người ta trồng trồng lúa rất là nhiều này. Lúa giờ đang trổ đồng rồi này. Họ cấy bằng máy nên là hàng lúa rất là thẳng, cây lúa rất tốt, to. Tình cờ gặp lại mọi người. Đây là bạn Hoàng Hạnh, đây là Hoàng Đức Thiện và đây là anh Tấn Phong. Chào cả nhà, hôm nay tình cờ gặp lại mọi người. Vui quá. Anh quay lên này. Đây, mọi người qua mới làm được khoảng một tuần đây. Ai vẫn khỏe vui. Đây, Hải Dương. Đây là như đẹp cha. Sản xuất dây chuyền đóng khoai của lao động huyện Ea Súp. Những củ khoai em chúng tôi đi thăm nông trại sửa chữa khoai ở bên Hàn Quốc. Đây mọi người xin chào mọi người. Đây mọi người đang nay giờ gặp lại mới xa nhau khoảng một tuần nè. Anh Phong là lái xe này. Anh Phong là khi nào không? Xe nâng. Xe nâng này, đẩy lên, đổ trên kia trên đầu thuyền. Tổ mình ở đây là mấy người nhỉ? Mình 18 người nhưng mà một số ra đồng. À. Đúng là không ngoài đồng. Đây, Lâm đây. Thanh niên này chưa có vợ nên là. Ngày nghỉ giờ nghỉ là được một người hộp sữa bánh. Ở chỗ nào? Ngôi này. Bình thường đi làm là ông chủ chở về đây. Có người quản lý chở đi. Cứ ngày mình làm đây là cứ khoảng đến chiều, đến trưa, trưa là mình nghỉ ở đây. 12 giờ nghỉ. Đến 5 giờ 5 rưỡi là mình về chơi chơi nghỉ nghỉ ơi. Về đất lớn về thì nó cũng gần một tiếng, vì người ta cả khách cả mấy người đi này. Còn lúc đi thì tầm 1 năm, chở toàn bộ những người làm tôi trẻ. Đây là dây chuyền rửa khoai bằng máy hết này, củ khoai rất là to, sạch sẽ, củ khoai rất là to. Nên anh em qua đây làm thì đóng làm dây chuyền như thế này thì cũng rất là nhàn, mỗi người một công đoạn. Đây anh em tổ làm khoai 18 người, giờ nghỉ giải lao của anh em thì mỗi người được một sữa, một bánh và choco pie Hàn Quốc. Rất tuyệt vời.
đây kẻ Hàn Quốc anh Linh. Bọn em ở bên đây là môi trường rất chi là lành mạnh. Đó. Dâu này. Đây là một trong những nhà lồng ươm giống khoai. Thời tiết này mà cắt ở trong này thì nếu mà không có gió thì cũng hơi này là nắng. Nắng nóng oi, tưới hoàn toàn bằng bếp tự động. Đây là ở nông thôn này Hàn Quốc nhưng mà xe ô tô ra tận cánh đồng. Xung quanh lên rất nhiều các nông trại. Một vùng nông thôn bình yên mà. Đây là giống như cái khu nghỉ dưỡng để cho dục khu kinh doanh để cho mọi người đến đây giải trí. Này mọi người ở đây. Hôm nay đến thăm khu nơi ở của người lao động, cũng có máy điều hòa này, có máy sưởi đầy đủ. Đây là một cái khu giống như khu để người ta kinh doanh. Cuối tuần là dân thành phố kéo nhau về đây ở và câu cá, tổ chức câu cá. Thì ông chủ này ông ấy ngoài những lúc không có khách thì ông cũng cho người lao động ở đây ở. Mọi người ở cái view như này tôi thấy nó quá đẹp luôn. Dưới này là hồ sen này. Mét S 500. Hello, xin chào. Mời ông. Mấy em đang làm gì đấy? Cắm câu à? Được. Thôi em đây. Em người nấu. Chào. Lấy này mà ăn nhiều lắm. Mấy anh em mới gặp nhau hôm qua. Hôm nay là đến thăm nơi ở của mọi người. Bây giờ tôi vào xem nơi ở của từng người xem sao nhá. Đây là nơi ở, phòng ở của mọi người đây. Là tối là anh em giải chiếu ra anh ngủ thôi. Để chăn ra ngủ thôi. Đúng phong cách người Hàn Quốc là chỉ giải cái nệm ra là ngủ. Đây là khu nấu ăn. Anh em mới qua nên là đồ đạc cũng rất là nhiều. Đây là cái view hồ của mọi người. Đấy. Đây mọi người ở xung quanh hồ này. Xa xa bên kia là nữ này. Đấy. Đây là giờ như nhà. Đây. Phương chiến. Này ôi xời, có hàng rào đây. Đâu ngăn cách gì đâu. Đây là phòng của anh em. Dưới nệm này rất là êm. Tối là chỉ cần giải chiếu ra, giải cái chăn ra là ngủ thôi. Đúng phong cách Hàn Quốc. Không cần giường chiếu.
Đây, bếp ông chủ trang bị cho sẵn hết rồi, đầy đủ tủ lạnh, bếp, nồi cơm. Cá thế này to lắm à? Đây, hai người đẹp bên kia là em Thúy và em Liên. View ở giống như đi nghỉ dưỡng. Sau một ngày mệt mỏi thì về chúng ta nghỉ ngơi tắm ra ngồi uống nước trà. Đây, mọi người đang ngồi uống nước trà. Hôm nay gặp các anh em đang ngồi trà đạo. Gần quanh một cái view hồ rất là đẹp. Ừ. Đây gặp chị em luôn. Hôm nay tập trung nhóm rất là đông. Hỏi họ xem ngon không quý? Cảnh sinh hoạt của anh chị em bên Hàn. Đây mọi người đang nhặt rau xào. Trưa nay anh em ăn cơm. Mày hai anh ở lại. Rau bồm bồm mình như bảo. Ủa sao biết đỏ nhiều vậy? Khu ở của mọi người. Đây là chiếc xe hàng ngày chở mọi người đi làm, chở công nhân của Việt Nam Súp đi làm ở các cánh đồng. Đưa cơm rồi. Đây, một cái view rất đẹp. Hôm nay là đến gặp người anh em lao động thời vụ Hàn Quốc. Đây là phòng của họ này. Có điều hòa, có máy sưởi. Dãy bên kia là chị em nữ, còn bên này là dãy nam. Còn các phòng kia là các nhu ở thành phố, họ cuối tuần họ kéo nhau lên về câu cá và chơi giống như là picnic trải nghiệm cùng gia đình ở đây. Mọi người thấy cái view ở hồ ở đây có đẹp không? Nhất là đến cái mùa lạnh thì xung quanh trên đồi núi trên kia là sương tuyết rất là nhiều. Đó, đây là mùa hè nên là cây cối đang là mọc. Đây anh em đang ngồi chờ đạo ngày qua đầu tiên. Ngày mai là bắt đầu anh em đi vào công việc, tiếp tục 90 ngày làm việc ở bên này, xong 90 ngày thì về. Đây anh em đang ngồi câu cá luôn, ông chủ cho câu cá. Đây đó, được rồi, nhưng mà hơi nhỏ. Nhỏ quá. Đấy, ngồi vừa chơi. Đây là cái góc hồ bên này. Góc này thì bao quát hết được các dãy trọ. Đây, mọi người đang ngồi uống nước bên này. Thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi thì về mọi người nghỉ xung quanh cái hồ đây. Đến mùa lạnh thì tuyệt đối là lạnh. Đây có dàn năng lượng mặt trời nữa này, dàn điện. Đây giống như kiểu vùng núi vùng cao Tây Bắc Việt Nam. Giống như khu nghỉ dưỡng của người thành phố về đây nghỉ cuối tuần. Đây bao quát xung quanh hồ. Mọi người bên kia đang ngồi nói chuyện. Hôm nay có duyên là gặp lại anh em người lao động. Sang hôm nay đây mọi người ở xung quanh. Đấy, xung quanh một cái hồ. Mùa đến mùa lạnh thì ở đây thì rất là lạnh.
mọi người ở này thì quá mát rồi. Hôm nay là thời tiết mùa này là mùa hè, nhưng mà xung quanh hồ nước này rất là mát.